Mí mà không ngà thì tao làm con trọ. Biết rồi. Ê, muốn đi đâu? Anh lái cho em nhanh hơn một tí được không ạ? À, anh thấy đi nhanh nó nguy hiểm lắm. Tôi chỉ cần... Em có thấy đi cái xe này nó thích cái mông không? Ôi, nó cẩn thận không? Only anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những điều này. Em là người đã cùng anh đi qua biết bao nhiêu chặng đường, trải qua rất nhiều ngày mưa gió, luôn ở cạnh anh, lắng nghe và cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của anh. Anh nghĩ hay là anh đang yêu em. Em đi cùng anh đến hết chặng đường này nhé. Sóc, che chở và bảo vệ cho em. Chỉ cần em hứa luôn ở cạnh anh. Và đừng bao giờ chết máy.